Ui, chuối thơm quá. Bi đang rất thèm chuối. Cho nó miếng đi. Nhét vào miệng nó. Lười lắm á, nãy nó ăn tim heo còn phải nhét vô miệng nữa. Nè con ăn đi. Nhõng nhẽo lắm, nay ăn phải nhét vô miệng cơ. Nó đòi nguyên quả, nó không thích san sẻ cho nó. Đối với nó là đồ của mình mới là đồ ngon, còn đồ của nó là đồ dở. Nó không ăn thịt múc riêng ra chén nó đâu, nó phải ăn thịt bỏ từ chén mình xuống chén nó mới chịu ăn. Thấy chưa? Bé ăn chuối ngon nha. Nó vẫn nhâm nhi trái chuối hơn. Thì nó quan niệm trái chuối đó ngon hơn cái miếng chuối em đưa mà. Cắt từng chả. Rồi Bi tiếp tục sự nghiệp ăn chuối đi.